Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Việt Nam Online, chương trình do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện. Chương trình ngày 23 tháng 7 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội Nhà báo Việt Nam cần thực hiện tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội. Tăng cường tín dụng để nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào cuộc sống. Thanh niên Quảng Nam tình nguyện vì biên cương Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 23 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ ngành chức năng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam nhằm xem xét xử lý các đề xuất kiến nghị của hội. Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu, trong những năm gần đây, hội tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, vai trò, vị trí của các cấp hội được nâng lên rõ rệt. Lãnh đạo các cấp hội thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác. Số lượng hội viên xin gia nhập hội tăng đều, các cuộc hội thảo tập huấn nghiệp vụ, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí được mở với tần suất cao hơn, chất lượng hơn. Cụ thể về công tác chính trị, tư tưởng, đội ngũ hội viên nhà báo luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thách thức của tình hình hoạt động nghiệp vụ. Tuy còn một số yếu kém, hạn chế, nhưng luôn thực hiện đúng sự chỉ đạo của Đảng, đảm bảo thông tin đúng định hướng, đúng đường lối, chính sách và pháp luật. Công tác củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh được quan tâm và đẩy mạnh. Đến nay, cả nước có trên 19.000 hội viên nhà báo sinh hoạt tại 291 tổ chức cơ sở hội, trong đó có 63 hội nhà báo các tỉnh, thành phố, 18 liên chi hội và 210 chi hội trực thuộc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam thời gian qua, khẳng định báo chí cách mạng đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong tuyên truyền về các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tạo sự đồng thuận xã hội, nhờ đó đất nước vượt qua được khó khăn, phát triển bền vững. Thủ tướng mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp cùng các cơ quan, thực hiện tốt chức năng quản lý, chỉ đạo báo chí, thông tin đúng định hướng, thực hiện tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cấp hội, tạo sự gắn kết giữa các cấp hội để triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý Hội Nhà báo Việt Nam cần đặc biệt quan tâm đến việc tăng số lượng và chất lượng các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, chú trọng đến việc giáo dục, đạo đức nghề nghiệp, tổ chức tốt giải báo chí quốc gia theo hướng đổi mới, tăng thể loại, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả của giải, đẩy mạnh và mở rộng hoạt động đối ngoại nhằm tăng cường giao lưu nghiệp vụ và thúc đẩy tình hữu nghị hợp tác với giới báo chí quốc tế. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ ngành chức năng đã nhận xét cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất kiến nghị của Hội Nhà báo Việt Nam liên quan đến điều lệ hội, biên chế, kinh phí và điều kiện hoạt động cho các cấp hội nhà báo Việt Nam, tuổi và chế độ của cán bộ làm công tác hội, đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao tại Trung ương và địa phương giai đoạn 2016-2020, đề án đào tạo bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và công tác hội cho cán bộ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2013-2018, đề án Bảo tàng báo chí Việt Nam công tác đối ngoại báo chí. Sáng nay 23 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp đoàn cựu tù chính trị tỉnh Quảng Ngãi đang thăm thủ đô Hà Nội. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm lớn đến những người tham gia kháng chiến, hoạt động cách mạng, nhất là các cựu tù chính trị yêu nước. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách đãi ngộ đối với những người hoạt động cách mạng cũng như giúp đỡ các gia đình người có công vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no. Phó Thủ tướng cũng mong muốn các cựu tù chính trị phát huy truyền thống, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, tiếp tục là những tấm gương sáng, những hạt nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở, tích cực tham gia giáo dục thế hệ trẻ. Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian đón tiếp. Các đại biểu cựu tù chính trị tỉnh Quảng Ngãi khẳng định sẽ tiếp tục giáo dục con cháu truyền thống yêu nước, tích cực xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh. Chiều 23 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Sakamoto Tetsushi đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản sang Việt Nam đúng vào thời điểm hai bên đang tích cực triển khai các hoạt động của năm hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn, nhất là việc chia sẻ kinh nghiệm công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại hành chính. Phó Thủ tướng tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Đồng thời, đề nghị Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản giúp thanh tra chính phủ Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo cán bộ, tăng cường năng lực chuyên môn về thanh tra, giải quyết khiếu nại hành chính, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản thông qua cơ quan hợp tác Nhật Bản JICA. Cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Sakamoto Tetsushi bày tỏ tin tưởng với nền tảng được tạo dựng trong 40 năm qua, cùng với sự nhất trí và đồng thuận cao, cũng như nỗ lực không ngừng của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sẽ tiếp tục có bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích chung và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Trước đó, ngày 22 tháng 7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác chính phủ đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lai Châu. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Nguyễn Khắc Trử đã báo cáo kết quả hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12. Theo đó, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh có bước phát triển tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ phát triển kinh tế bình quân đạt hơn 13% một năm, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân mỗi năm giảm 7,4%. Trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tỉnh Lai Châu đã tích cực phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam triển khai chương trình phát triển cây cao su lên 18.000 ha vào năm 2015. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác di dân, ổn định đời sống đồng bào tái định cư các công trình thủy điện. Đồng thời đánh giá cao việc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đầu tư mở rộng diện tích cao su tại tỉnh lên hơn 10.000 ha hiện nay. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lai Châu cần tìm phương hướng cho xóa đói giảm nghèo bền vững, quan tâm phát triển nguồn nhân lực gắn với đầu tư xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác cũng đã tham dự lễ ra mắt công ty cổ phần cao su Dầu Tiếng Lai Châu tại bản Thẩm Phé, xã Mường Kim, huyện Than Uyên. Tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, sáng nay 23 tháng 7, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức lễ ký chương trình phối hợp triển khai dự án tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Theo đó, chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý sẽ đầu tư cho một số đồn biên phòng, thiết bị tác nghiệp truyền thông, phục vụ công tác thông tin tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Mỗi đồn biên phòng sẽ được trang bị một bộ thiết bị âm thanh. Trước mắt, từ nay đến năm 2015, chương trình sẽ đầu tư cho những đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn hoặc gần khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Các khu vực này phải đảm bảo khoảng cách xa trung tâm của xã, thị trấn ít nhất một ngày đi bộ, đường giao thông đi lại khó khăn. Ngoài cam kết phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai dự án, từ việc chọn đồn biên phòng để đầu tư và hướng dẫn việc sử dụng trang thiết bị, hai bên cũng sẽ thống nhất chú trọng việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại các đồn biên phòng tham gia dự án, tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 23 tháng 7, gần 40 bạn trẻ là thanh thiếu niên kiều bào từ các quốc gia như Campuchia, Lào, Thái Lan, Nga, Pháp, Bulgaria, Slovakia đã tham gia lễ khai mạc trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Trại hè do Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh và Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cần Thơ và Vĩnh Long. Theo ban tổ chức, trại hè sẽ có nhiều hoạt động như tham quan bảo tàng lịch sử Việt Nam, Dinh Thống Nhất, thăm khu di tích lịch sử cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, căn cứ cách mạng Xẻo Quýt, Đồng Tháp, tham quan chợ nổi truyền thống Cái Răng, Cần Thơ, tham gia học nấu các món ăn truyền thống Việt Nam, giao lưu với học sinh, sinh viên một số trường trung cấp và đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là dịp để những bạn trẻ sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài có thể chia sẻ những tâm tư, tình cảm với thanh niên thành phố sau những tháng ngày xa cách, tạo mối thân tình, kết nối tình cảm thiêng liêng của những con người trong cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Sáng nay 23 tháng 7 năm 2013, tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội nghị đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Trong 5 năm qua, tỉnh Cà Mau đã tập trung nhiều nguồn lực để hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 5 khóa 10. Trong đó, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã tập trung cho các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp vay vốn để sản xuất. Tính đến ngày 31 tháng 6 năm 2013, tổng dư nợ toàn tỉnh là 25.507 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó chủ yếu là cho vay nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tuy nhiên, theo tỉnh ủy Cà Mau, nguồn vốn tín dụng này vẫn chưa đáp ứng hết được nhu cầu cần vay vốn của nông dân, doanh nghiệp, nông nghiệp tỉnh Cà Mau. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về những khó khăn vướng mắc khiến doanh nghiệp, người nông dân khó tiếp cận được vốn vay ngân hàng hiện nay, nhất là khó khăn trong việc thế chấp tài sản để vay vốn. Thống đốc cũng cho biết trong thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tập trung cho vay vốn đối với những đối tượng nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41 của Chính phủ, đề nghị tỉnh ủy Cà Mau phối hợp hỗ trợ để các ngân hàng triển khai cho vay, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cho vay đầu tư máy móc, trang thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại, qua đó nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế của khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 năm thực hiện đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, đến nay tỉnh Kiên Giang đã xây dựng được hơn 10.300 căn nhà cho hộ nghèo với tổng vốn đầu tư hơn 202 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, địa phương, ngân hàng chính sách xã hội và vốn huy động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Các đối tượng được hỗ trợ nhà là hộ nghèo ở vùng nông thôn khó khăn, vùng sâu biên giới hải đảo chưa có nhà ở hoặc nhà tạm bợ hư hỏng, rột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng sửa chữa, xây cất. Việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo giúp họ an cư, lạc nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, góp phần làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo, xây dựng nông thôn mới và hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,7% hiện nay. Hiện tỉnh Kiên Giang đang tập trung các nguồn lực tiếp tục xây dựng thêm 450 căn nhà để đến năm 2014 hoàn thành đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Để chương trình xây dựng nông thôn mới thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cùng với các xã, thị trấn đã bàn và tìm ra hướng đi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trên cơ sở ưu tiên đầu tư phát triển trước những thế mạnh sẵn có để làm động lực kéo theo các tiêu chí khác phát triển. Đến nay, 12 trên 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mộ Đức đã hoàn thành công tác khảo sát đánh giá thực trạng nông thôn theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Xã Đức Thạnh là một trong năm xã được huyện Mộ Đức chọn thí điểm xây dựng xã nông thôn mới. Trong những năm qua, bên cạnh nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân, xã Đức Thạnh đã được nhà nước đầu tư hàng chục tỷ đồng thảm nhựa, bê tông hóa những đường liên huyện, liên xã, thông thương với các địa phương khác. Bên cạnh đó, Đức Thạnh còn có một số ngành nghề truyền thống tạo được việc làm và thu nhập cho một bộ phận nông dân. Đây là những thế mạnh giúp cho Đức Thạnh đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu là làm sao cho cái nông thôn là phát triển toàn diện, là về cơ sở hạ tầng cũng như là cái đời sống và vật chất tinh thần của nông dân. Trong cái thời gian đấy thì tiếp tục đầu tư cái giống cây trồng vật nuôi có cái tiềm năng năng suất cao. Bên cạnh đó thì cũng huy động nhân dân đóng góp một phần cái công sức của mình để làm sao để tạo sự đồng thuận của nhân dân. Nhân dân sẽ góp cùng với nhà nước để thực hiện cho đạt được cái mục tiêu này. Xác định thế mạnh của huyện là phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó lúa vẫn là cây trồng chủ lực. Trong thời gian qua, bên cạnh việc đưa các giống lúa mới về cho người dân, từng bước nâng cao năng suất lúa để sớm hình thành nên vùng lúa chất lượng cao, thì huyện Mộ Đức còn đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Với những việc làm thiết thực này, chương trình xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Chương trình nông thôn mới này nó đem lại cái bộ mặt xã hội cho địa phương rất là lớn. Thứ nhất là về cái cơ sở hạ tầng, đường xá vô thông đi lại rất là thuận tiện. Thứ hai nữa là cái công việc làm về phát triển kinh tế của người dân nông dân ở đây là được phát triển thêm một bước nữa. Về tất cả các mô hình về phát triển kinh tế trang trại này, rồi có cái mô hình sản xuất đem lại cho người dân các kết quả kinh tế rất là cao, nên là mọi người dân ở đây thì rất là đồng tình ủng hộ để quyết tâm cùng với xã nhà hoàn thành chỉ tiêu về cái nông thôn mới. Tùy theo đặc thù và thế mạnh của địa phương,
huyện Mộ Đức đã xây dựng các phương án ưu tiên tập trung triển khai một số tiêu chí cụ thể để tạo tiền đề thực hiện các tiêu chí khác. Ví dụ như ở xã Đức Tân, năm 2012, tập trung vào hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng và nâng cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó chú trọng vận động người dân tham gia hiến đất mở rộng giao thông nông thôn, chỉnh trang và xây dựng mới khu dân cư theo hướng văn minh. Công tác dồn điền đổi thừa được đẩy nhanh tiến độ để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, xã đã đạt được 9 tiêu chí, trong đó có 7 tiêu chí đạt từ trên 50%. Đối với Đức Tăng thì chúng tôi cũng đã tổ chức triển khai cho nhân dân để nắm bắt được cái việc xây dựng nông thôn mới. Trong cái lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp thì chúng tôi cũng đã chuyển đổi một số cái diện tích từ cái lúa qua cây màu để đảm bảo cho cái lương thực chung cho của địa phương để nó hoàn thành cái chỉ tiêu của nhà nước giao trong năm 2012 và đến năm 2015 thì chúng tôi sẽ cố gắng là sẽ đưa các cái phong trào để đạt các cái tiêu chí trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện 12 trên 12 xã trong huyện Mộ Đức đã hoàn thành công tác khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, có một xã đạt từ 9 đến 13 tiêu chí và 11 xã còn lại đạt từ 5 đến 8 tiêu chí. Trong năm 2013, huyện Mộ Đức tập trung chỉ đạo các địa phương phát huy các thế mạnh của từng địa phương để đẩy mạnh tiến trình xây dựng nông thôn mới theo đề án của tỉnh. Huyện Mộ Đức trong năm 2013 huy động nguồn lực của nhân dân cùng với các nguồn lực trong xã hội và nguồn vốn đầu tư của nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất để mà cải thiện đời sống của nhân dân và phấn đấu từ nay đến năm 2015 xây dựng hoàn thành xã điểm nông thôn mới xã Đức Tăng và các xã điểm của huyện theo kế hoạch. Năm 2013, chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ tiếp tục là cơ hội vàng để Mộ Đức bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn. Huyện Mộ Đức cũng đề ra mục tiêu đến năm 2015, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện sẽ hoàn thành cơ bản xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh với cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện đang tích cực mời gọi đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Thái Lan với nhiều chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi. Đây là nội dung chính trong buổi gặp gỡ và họp bàn việc tăng cường hợp tác giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Bộ Thương mại Thái Lan diễn ra sáng nay ngày 23 tháng 7. Sáng ngày 23 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà đã có buổi tiếp bà Vachari Vimotayon, Thư ký thường trực Bộ Thương mại Thái Lan, trong đó bàn nhiều về biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế và đầu tư Việt Nam Thái Lan. Ông Lê Mạnh Hà khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh luôn tạo điều kiện tốt nhất để thúc đẩy thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Hiện có hơn 100 doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng số vốn còn khá khiêm tốn. Trong thời gian tới, những khu công nghiệp, khu công nghệ cao với cơ sở hạ tầng hiện đại cùng nhiều chính sách thuận lợi của Thành phố Hồ Chí Minh, hy vọng sẽ thu hút đầu tư các doanh nghiệp Thái Lan với số lượng và nguồn vốn cao hơn. Trong khi đó, đại diện Bộ Thương mại Thái Lan, bà Vachari Vimutayon cho biết, Thái Lan luôn xem Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là đối tác kinh tế quan trọng. Sự hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN viết tắt là AEC sẽ mang đến cơ hội đồng đều cho các nước trong khu vực. Với quá trình hợp tác tốt đẹp, Thái Lan và Việt Nam sẽ cùng chia sẻ những cơ hội này và cùng với đó phát triển mạnh mẽ quan hệ thương mại, văn hóa, ngoại giao trong thời gian tới. Hiệp hội Điều Việt Nam Vinacast vừa lập ra hội đồng tư vấn nhập khẩu điều thô nhằm ứng phó với tình trạng một số nhà cung cấp ở Singapore, các nước châu Phi cung cấp điều thô kém chất lượng, gây thiệt hại lớn cho việc chế biến kinh doanh, cũng như ảnh hưởng uy tín ngành điều Việt Nam trên thị trường thế giới. Hiện nhu cầu nhập khẩu điều thô từ châu Phi và các nước trong khu vực rất lớn, trên 50% nguyên liệu, khoảng 400.000 tấn một năm, tương đương với hơn 400 triệu đô la để chế biến mỗi năm. Nhưng không ít doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có kinh nghiệm trong việc nhập khẩu điều thô, ngay cả các doanh nghiệp có kinh nghiệm cũng chưa hợp tác với nhau nên thường gặp rủi ro cả về chất lượng và giá cả. Đặc biệt, có một số đối tác cố tình vi phạm. Vì vậy, Vinacast cho rằng chỉ có sự hợp tác giữa các doanh nghiệp mới có thể giải quyết dứt điểm tình trạng này. Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 7 xuất siêu đã trở lại. Theo thống kê, trong nửa đầu tháng 7, tính từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 5,16 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu ước đạt 5,07 tỷ đô la.
Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam nửa đầu tháng 7 đã thặng dư 85 triệu đô la, thu hẹp mức thâm hụt thương mại của cả nước tính từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 7 xuống còn 755 triệu đô la, tương đương 1,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 7, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt gần 66,68 tỷ đô la, tăng 15% và nhập khẩu đạt gần 67,43 tỷ đô la, tăng 15,2%. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế, trong đó có quy định 4 trường hợp được gia hạn nộp thuế. Cụ thể, việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế theo một trong 4 trường hợp. Thứ nhất, bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế. Tính được bằng tiền như máy móc, thiết bị, phương tiện vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền. Trong trường hợp này, thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Thứ hai, phải ngừng hoạt động do di rời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh. Thứ ba, chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước. Thứ tư, không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày. Các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác. Ngoài quy định việc gia hạn nộp thuế, nghị định cũng quy định cụ thể 3 trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Theo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê vừa được chính phủ ban hành, mức phạt tiền thấp nhất là 300.000 đồng và cao nhất là 30 triệu đồng. Cụ thể, phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi nộp chậm phiếu, biểu điều tra thống kê theo phương pháp điều tra tự ghi thông tin vào phiếu, biểu điều tra theo hướng dẫn của điều tra viên dưới 5 ngày so với thời hạn quy định của phương án điều tra thống kê. Phạt tiền từ trên 3 đến 7 triệu đồng đối với một trong các hành vi ghi sai lệch thông tin ban đầu do cá nhân tổ chức được điều tra thống kê đã cung cấp vào phiếu điều tra, tự ý ghi thông tin vào phiếu, biểu điều tra thống kê mà không tiến hành điều tra thực tế tại đơn vị được điều tra thống kê theo quy định của phương án điều tra thống kê. Đặc biệt, nghị định nêu rõ, nếu không thực hiện được hoặc cản trở việc thực hiện điều tra thống kê, khai man hoặc ép buộc người khác khai man thông tin trong điều tra thống kê, sẽ bị phạt tiền từ 7 đến 10 triệu đồng. Nghị định quy định rõ, mức phạt tiền cao nhất là từ trên 20 đến 30 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi phổ biến thông tin thống kê sai sự thật. Mức phạt này cũng được áp dụng đối với hành vi tiết lộ thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng cá nhân tổ chức khi chưa được sự đồng ý của cá nhân tổ chức đó. Chính phủ vừa ban hành 4 danh mục các chất ma túy và tiền chất, đồng thời yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh các chất có trong các danh mục trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Theo đó, danh mục 1 có 45 chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội. Việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền. Với danh mục 2 có 121 chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Còn với danh mục 3 có 69 chất hướng thần được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Danh mục 4 có 41 tiền chất. Trên cơ sở danh mục này, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Công an theo chức năng nhiệm vụ được giao phân loại tiền chất theo cấp độ để có biện pháp quản lý kiểm soát phù hợp. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án tổ chức cấp cứu tai nạn giao thông trên mạng đường bộ cao tốc đến năm 2020. Theo đó sẽ bổ sung quy định bắt buộc tất cả các xe khách khi tham gia giao thông phải có vali cấp cứu theo quy định của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, trang bị vali cấp cứu cho tất cả các xe tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các xe tuần tra của các ban quản lý đường bộ cao tốc. Cũng theo đề án, sẽ đưa nội dung đào tạo về sơ cứu tai nạn giao thông vào chương trình đào tạo cấp giấy phép lái xe. Mục tiêu đặt ra là 100% lái xe được cấp mới giấy phép lái xe từ năm 2015, phải có chứng chỉ về đào tạo kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông, đồng thời tổ chức đào tạo về sơ cứu tai nạn giao thông cho lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, tuần tra viên, lái xe, nhân viên hội chữ thập đỏ và tình nguyện viên. Theo đề án, sẽ xây dựng 3 trung tâm điều hành cấp cứu tai nạn giao thông tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam, lồng ghép với cơ sở y tế hiện có để thực hiện chức năng điều phối hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trong trường hợp có tai nạn giao thông.
Từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 7, gần 50 đoàn viên thanh niên của khối doanh nghiệp và khối các huyện miền núi thuộc tỉnh Đoàn Quảng Nam đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức đợt tình nguyện xã hội đến với đồng bào biên giới tại huyện Nam Giang. Hoạt động này không chỉ đem đến niềm vui cho bà con nơi vùng sâu vùng xa, mà còn là dịp để thế hệ trẻ giao lưu, rèn luyện kỹ năng sống và nâng cao ý thức cộng đồng. Công tác ở khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh mới được 2 năm, nhưng bác sĩ Nguyễn Thái Nguyên đã có đến 14 lần đặt chân đến những vùng đất xa xôi, vùng đặc biệt khó khăn để tham gia làm công tác tình nguyện. Mỗi chuyến đi là một dấu ấn không thể nào quên. Với anh, được đến và chia sẻ khó khăn với đồng bào là trách nhiệm của tuổi trẻ, đồng thời giúp anh tích lũy được nhiều kiến thức qua trải nghiệm từ thực tiễn. Ở miền núi thì rất là còn khó khăn. Tiếp cận với y học rất là còn nghèo nàn, nên là mình đi để lấy những cái vốn sống cho mình, tích lũy những kinh nghiệm. Thứ hai là về giúp được đồng bào, từ nào thì tốt từ đó. Theo mình thì nên bổ sung nhân lực cho các trạm y tế và các y tế thôn bản sẽ truyền cho những người dân những cái cần thiết để họ phòng chống những bệnh thông thường. Còn lại khuyên những họ là những bệnh mà khó khăn thì sẽ đưa tới bệnh viện để điều trị. Công tác phòng chống bệnh thì Trung tâm Y tế Dự phòng ở các huyện thì nên thường xuyên tập huấn và cử người về để tham gia cùng trạm y tế và y tế thôn bản tuyên truyền cho người dân những bệnh thông thường đó. Ngoài tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, làm đường giao thông nông thôn và sinh hoạt giao lưu, trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Đắc Rinh với tổng trị giá gần 50 triệu đồng, thanh niên tình nguyện còn phối hợp với đồn biên phòng Đắc Rinh vượt rừng đến với đồng bào Rẻ Chiêng tại cụm dân cư Petapok nằm biệt lập giữa rừng, nơi tiếp giáp với nước bạn Lào để trao nhà tình thương cho một số hộ gia đình nơi đây. Đồng thời lắp đặt hệ thống tua bin điện chạy bằng sức nước và tặng tivi để bà con có thêm nguồn thông tin, mở mang kiến thức. Hoạt động ở cụm miền núi về cụm dân cư Petapok, chúng tôi rất là xúc động với cái điều kiện của bà con nhân dân hết sức khó khăn. Đường xá đi lại rất là khó, điện không có, trường học không có, y tế không có. Thì chúng tôi đến thì rất là xúc động với đó. Và chúng tôi đến thì cũng có những phần quà, cũng góp một cái công sức của tuổi trẻ đối với cụm dân cư Petapok. Cũng theo anh Phan Văn Bình, trước khi tổ chức các đợt tình nguyện đến với đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới, tỉnh Đoàn Quảng Nam yêu cầu các cụm đoàn trực thuộc đăng ký phần việc phù hợp với điều kiện và đời sống của đồng bào sở tại. Nhờ đó, các hoạt động đều diễn ra sôi nổi, được người dân đồng tình hưởng ứng. Đồng thời, đây là dịp để đoàn viên thanh niên trao đổi giao lưu, rèn giũa kỹ năng sống và nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Cái thông điệp của đợt này thì theo mình thì có hai cái thông điệp rất là lớn. Thứ nhất là trách nhiệm của tuổi trẻ đối với việc xung kích bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc. Cái thứ hai đó là cùng góp một công sức nhỏ trong việc giúp đỡ cho bà con nhân dân bớt những cái khó khăn của cái vùng đồng bào cao, đặc biệt là ở xã Đắc Rinh và cụm dân cư Petapok. Hoạt động thanh niên tình nguyện luôn mang ý nghĩa đối với cộng đồng, đặc biệt là với bà con vùng sâu, vùng xa. Thông qua những chương trình, mô hình thiết thực từ các hoạt động này, tuổi trẻ sẽ tiếp tục góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao biên giới, tạo động lực để các chiến sĩ biên phòng ngày đêm chắc tay súng, giữ gìn sự bình yên trên biên cương Tổ quốc. Chương trình Việt Nam Online do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện ngày 23 tháng 7 đến đây là kết thúc. Ngay sau đây sẽ là phần điểm lại các thông tin chính đã phát sóng trong chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hội Nhà báo Việt Nam cần thực hiện tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội. Tăng cường tín dụng để nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào cuộc sống. Thanh niên Quảng Nam tình nguyện vì biên cương Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn xem thông tin chi tiết tại website vno.chinhphu.vn hoặc vtc.com.vn.